quý vị, và bây giờ là phần dự thi đầu tiên của thí sinh Đinh Ngọc Thiện, mã số 02. Bạn mới 16 tuổi, nhưng mà bạn đã chuyên chở bài hát, một tác phẩm lớn như thế này, một cách đầy đặn và sạch sẽ như thế, thì tôi cho là bạn đã thành công. Từ cái cách hát, cách xử lý bài hát của em, nó rất xanh như chính tuổi của em vậy. Và nói thêm là chị rất thích cái sự ngây ngô của em, từ cái cách em dậm nhịp ở dưới chân của em. Anh ơi, nhận tim anh tình yêu bất tận. Qua tấm gương ta đã gặp nhau, bối rối thật lòng. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh hẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Sẽ luôn ở đây đợi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông như ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ. Yeah.
đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ môi sớm tình sân. Mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh có tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Chúc mừng Đinh Ngọc Thiện. À, phải nói là nghe một cậu bé 16 tuổi mà hát bức thư tình đầu tiên thì cũng khá là hấp dẫn. À, không biết là Thiện có thấy là 16 tuổi mà yêu rồi thì sớm quá không em? Dạ, em chỉ ước mơ về một tương lai của mình thôi. Một tương lai thôi. À, và bây giờ chúng ta sẽ biết cái bức thư tình đầu tiên đó có hiệu quả hay không qua cái phần nhận xét của ban giám khảo nha. Xin mời ban giám khảo ạ. À, chào em. Tức là... lần trước anh vẫn chưa được nói với em, tức là anh rất thích cái lần trình diễn trước của em, và lần này anh tranh thủ anh nói luôn. Tức là hôm nay trong cái bài hát của em á, có những điều mà giống như khi người nghệ sĩ người ta không chỉ hát với cả tương lai người ta, mà người ta cũng khá cần cái vốn sống nhất định để hát. Thì giọng em rất là đẹp và anh rất thích điều đó. Thế nhưng mà có thể là trong cái lần này thì cái lựa chọn bài hát này không phải là đúng đắn nhất đối với em. Cảm ơn em. Thế còn lúc nãy Thanh Ngọc thấy trên màn hình, lúc mà nhìn Đinh Ngọc Thiện hát thì chị Thanh Lam có vẻ rất là căng thẳng. Không biết chị có nhận xét gì không ạ? Thiện có hài lòng với cái bài hát hôm nay Thiện được hát trong đêm hôm nay không? Em có hài lòng không? Dạ, cháu đã cố gắng hết mình và cháu đã gửi hết tình cảm của mình vào bài hát rồi ạ. Thôi cũng được, cháu cũng được. Cái... Vâng, Thiện thì là bằng tuổi con gái thứ hai của cô. Cái đáng yêu nhất của Thiện, cô nghĩ rằng là một cái chặng đường còn rất là dài, Thiện còn đang rất là trẻ, và cái việc mà để được học hành và đào tạo còn một cái tương lai rất là rộng ở phía trước. Và Thiện có một giọng hát rất là trong sáng. Cái mà Thiện cần phải bước đi tiếp theo đó là cái sự trải nghiệm, cái kinh nghiệm, và cũng như là cái sự tinh tế mà cần phải có thời gian thì Thiện mới có được. Nhưng hôm nay cũng xin chúc mừng Thiện đã hóa thân vào một chàng trai che chở cho một cô gái. Nhưng mà cô nghĩ rằng là Thiện chưa bao giờ yêu nên là mong rằng ở những cái phần sau Thiện phải chọn bài thông minh hơn nữa để mà khơi dậy cái trong sáng của mình. Cái việc hóa thân thì cần phải có thời gian thì Thiện mới làm tốt cái việc này trong những cái tác phẩm mà mình trình diễn. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn nhận xét của ban giám khảo. Rõ ràng thì chúng ta thấy là cái sự non nớt của Đinh Ngọc Thiện khi mà hát cái bài này thì thấy em ấy rất là bối rối, rất là rụt rè. Nhưng mà thấy cái chữ anh nhớ em của bộ nó da diết lắm. Cho nên là mình cũng thấy được cái sự chân thành của em ấy khi mà gửi cái bức thư tình đầu tiên này. Và chắc chắn là khán giả cũng đồng cảm được và sẽ ủng hộ cho Đinh Ngọc Thiện. Không biết là ban giám khảo sẽ cho số điểm như thế nào đối với tiết mục này, tiết mục của chàng trai nhỏ tuổi nhất với một bức thư tình rất là lãng mạn. Vâng ạ, xin mời số điểm từ ban giám khảo ạ.